Ford Everest 2023 có lắp được cửa hít hay không. Đây, đây là một chiếc Ford Everest 2023 vừa được anh em Trung Auto trang bị xong cái bộ cửa hít. Thì như các bạn thấy này, đóng vào này, đấy, nó sẽ tự động nó hít vào này, đóng lại nhé, nó hít vào này. Đấy, cánh tiếp theo này, cẩn thận nhẹ thôi, hít vào, nó rất là tinh tế luôn. Thì lúc đó chúng ta không phải đóng cửa cho cái rầm này nữa. Đấy. Mà về nguyên lý của nó nhé, đây này, là tất cả các cơ cấu là zin luôn nhé, ngàm zin, không độ chế gì nhé. Đấy. Bảo hành đến 3 năm, đấy. Hít vào này. Đấy. Ngoài Ford RS ra, còn Ford Ranger, Ford EX, Blazer đều lắp được. Đấy. Ngoài cái bộ cửa hít này nhá, thì chiếc Ford RS này còn trang bị rất là nhiều đồ. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu từng cái món một cho các bạn. Đấy. Khi chúng ta vào trong xe nhé, đầu tiên đây này, đây là khách hàng đã trang bị một bộ trải sàn 360 vân Diamond đấy của hãng Lavo. Đấy, nó gồm hai lớp nhá. Lớp thứ nhất ấy, đó là lớp sàn ở bên dưới, thì khách hàng lựa chọn cái màu đen rất là đẹp. Cái lớp thứ trên ấy, thì đó là lớp rối, thảm chân thì bao gồm lớp rối này và lớp da bên ngoài. Cái này thì chúng ta có thể chọn màu được, tùy vào tông màu. Như ví dụ như xe này ghế nội thất nó là màu cam, thì chúng ta chọn cái thảm nó màu cam thì nhìn nó tông sẹt tông. Đấy. Còn ngoài ra thì màu thì chúng ta có thể là lựa chọn thôi. Đấy. Tiếp theo này, đấy, bác chủ xe đã lên cái bộ loa trung tâm nhé. Đấy. Ngoài ra này còn lắp cái bộ Android Book này của ZTEC, nó sẽ biến màn hình zin này màn Android này, các bạn thấy này. Đấy, có cả ra lệnh giọng nói nhé. Đấy, có cả ra lệnh giọng nói, thằng này thì bấm giữ cơ. Đấy. Có cả bản đồ nhé, cam hành trình. Ford Everest thì bên mình chuyên luôn mà, các bạn thấy cửa hít này, đóng vào là nó tự động nó hít vào thôi. Xe này ấy, thì anh em cũng có thể là trang bị một bộ bi gầm. Với xe này ấy, thì chúng ta lắp cái mã 2.0 inch thì nó zin luôn vào đây. Ở trên này ấy, thì chúng ta có thể là làm hai quả bi nét đều được. Còn vừa nữa thì... rất là đẹp luôn. Đây này, còn xe này thì cũng đã dán phim này. Đấy, phim 3M nhé. Kính mặt lúc nào cũng phải là cái mã xịn nhất nhé. Hai kính sườn thì tùy vào điều kiện kinh tế của chúng ta. Nhưng mà với kính sườn trước này chúng ta cũng dán cái loại xịn. Đằng sau ấy thì chúng ta có thể dán loại vừa, nhưng mà nó dán cái màu tối màu, thì bên ngoài chúng ta không nhìn vào được, nhưng bên trong vẫn nhìn bình thường. Đây, đây tiếp tục đó là một chiếc C300 AMG. Qua có trang bị cảm biến áp suất lốp nhé. Để ta tháo van rồi này. Và đang được tặng kèm bơm lốp ấy, bảo hành 3 năm. Đây là chiếc Mazda 3. Mazda 3 này thì nên cũng rất nhiều đồ nhé. Để nét nội thất này. Đấy, mã này thì khách chọn cái mã V2 18 chi tiết. Còn đang trang bị mã màn hình nhìn cam 360 độ. Kỹ thuật viên đang trong quá trình lắp đặt. Đấy. Tiếp theo này, đây là chiếc Triton nhé. Triton thì cũng trang bị màn liền cam nhé. Đây là xe đang căn chỉnh nhé. Đấy. Đây là mắt cam ở bên tay gương này. Kỹ thuật viên đang trong quan chỉnh này. Cam rất là nét nhé. Xe này lắp mã gì nhỉ? À, xe Triton này thì lắp mã ZTEC 360 bay nhé. À, con này còn trang bị cảm biến góc này. Đây này, con cảm biến này. Đấy, xe này thì trang bị cảm 4 cảm biến snui. Đây này, bộ cảm biến đây này. Đấy, cảm biến. Lắp cả cái thanh thể thao này, rất là đẹp nhá. Có điều kiện thì anh em làm thêm cái bộ lắp thùng nữa. Đây là chiếc
gì đây, chi tông tiếp, hôm nay hai con chi tông. Đấy, trang cũng trang bị màn Android. Đấy, OLED. Đằng sau đây nó là con i10. Đấy, i10 thì lắp màn A3 3,5 triệu. Đấy, cho nên trong quá trình lắp đặt. Ngoài ra còn có dán phim nhé. Thì bên mình có tất cả các dịch vụ nhé. Anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em Cường Trung Auto. Nhớ ủng hộ like và subscribe kênh để Cường có động lực làm các video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.